Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6 năm 2020. Bước 1. Người dùng truy cập website tại địa chỉ https://quangninh.gov.vn/ban-ngành/liên-hiệp-hội và click chuột vào banner đăng ký trực tuyến cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6 năm 2020. Lúc này, trên màn hình sẽ hiển thị giao diện hệ thống thông tin hội thi, cuộc thi, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh, sau đây gọi tắt là hệ thống. Bước 2. Đăng nhập hệ thống. Tại giao diện đăng ký, điền đầy đủ các trường thông tin, họ và tên, email, nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu. Click vào ô tôi đồng ý với các điều khoản, sau đó ấn đăng ký. Hệ thống thông báo đăng ký thành công, chuyển sang màn hình đăng nhập, người dùng nhập thông tin vừa đăng ký và tiến hành đăng nhập. Bước 3. Cập nhật thông tin cá nhân. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng chọn mục cập nhật thông tin. Tại giao diện thông tin người dự thi, người dùng điền đầy đủ thông tin. Ngày sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp chức vụ, điện thoại di động, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, nếu không có thì để trống. Các trường có dấu sao là những trường bắt buộc. Nhập thông tin cơ quan, trường học, địa chỉ nhà riêng. Phần xác thực thông tin, nếu là người đã có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì điền vào. Còn các em thanh thiếu niên, nhi đồng chưa có thì sẽ chọn sang phần giấy khai sinh và upload ảnh giấy khai sinh của mình lên. Sau đó ấn lưu lại. Bước 4. Chọn đăng ký dự thi. Người dùng ấn nút đăng ký dự thi. Tại đây, người dùng có thể chọn được các kỳ thi do tỉnh tổ chức hoặc huyện tổ chức. Khi ấn vào nút chi tiết, sẽ hiển thị tất cả các văn bản có liên quan, hướng dẫn sử dụng đăng ký kỳ thi đó. Để thực hiện đăng ký, người dùng ấn vào nút đăng ký và ấn tiếp tạo mới hồ sơ. Bước 5. Tạo hồ sơ. Tại giao diện tạo mới hồ sơ, người dùng điền tên đề tài. Ngày tạo đề tài. Chọn lĩnh vực đề tài. Tại mục hồ sơ tài liệu, người dùng sẽ tích các tài liệu gồm có của đề tài, sau đó upload các file hồ sơ đính kèm theo danh mục tài liệu. Phần tóm tắt nội dung đề tài giải pháp dự thi, đây là phần bắt buộc phải nhập. Người dùng sẽ nhập tóm tắt theo lần lượt. 1. Tính mới, tính sáng tạo. 2. Khả năng áp dụng. 3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội. 4. Tính kỹ thuật, mỹ thuật. 5. Tính khoa học. Sau đó ấn lưu lại để sang bước tiếp theo. Lưu ý, khi upload những file có dung lượng lớn, người dùng cần chờ đến khi hệ thống thông báo thành công hoặc chuyển màn hình. Bước 6. Gửi hồ sơ. Người dùng ấn nút đăng ký. Màn hình hiển thị 3 bước để hoàn tất đăng ký. 1. Xem lại thông tin hồ sơ đề tài. Sau khi kiểm tra thông tin và bổ sung thông tin, nếu có, người dùng ấn lưu và tiếp để sang bước tiếp theo. 2. Xem lại thông tin người dự thi. Phần thông tin đồng tác giả,
Nếu có nhiều hơn một tác giả thì người dùng ấn thêm nhập họ tên. Phần trăm đóng góp. Địa chỉ. Sau khi kiểm tra thông tin và bổ sung thông tin, nếu có, người dùng ấn lưu và tiếp để sang bước tiếp theo. 3. Xem lại chi tiết hồ sơ trước khi đăng ký. Tại đây, người dùng kiểm tra lại thông tin đăng ký dự thi. Nếu tất cả đều đúng thì ấn vào nút đăng ký. Nếu cần sửa đổi thông tin, ấn vào nút quay lại. Bước 7. Gửi hồ sơ thành công. Hệ thống báo trạng thái hồ sơ chờ duyệt. Để xem trạng thái hồ sơ đăng ký, người dùng ấn vào nút chờ duyệt. Như vậy, người dùng đã nộp thành công hồ sơ tham dự cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6 năm 2020. Sau khi nộp hồ sơ, người dùng thường xuyên truy cập hệ thống để cập nhật trạng thái mới nhất của đề tài. Có thể đề tài sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin trong quá trình kiểm duyệt của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng tỉnh Quảng Ninh.